Nếu sau khi xem cái chuyển mệnh lệnh 577 này rồi mà mình đến Ocean Palace ngay trong Hồng Kông City Mall mà mình ăn từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, coi như ăn dinner, thì sẽ được discount 30%. Nhưng phải nói, đến là mình phải nói người ta biết trước liền, à tôi đến hôm nay tôi ăn, tôi có thấy cái video xem cái chuyện bên lề 577 với Việt Thảo nói về Ocean Palace, tôi muốn được discount 30%, thì người ta sẽ chấp nhận. Còn nếu mình không nói nha, mình ăn tới cuối cùng rồi mình đứng gì mình nói, tôi muốn discount, người ta không có discount nha, phải nói trước nhé. Ok.